Loạt ảnh họa báo cương xỉu của sao hoa ngữ thời vô danh tiểu tốt Hình ảnh thời còn vô danh tiểu tốt của dàn sao hoa ngữ như Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhật Ba hay Cúc Tình Y khiến cư dân mạng thích thú. Ngày nay với sự phát triển của Internet, hình ảnh của người nổi tiếng được lan truyền và lưu giữ rất dễ dàng. Nhưng hình ảnh thùa mới vào nghề của nhiều nghệ sĩ chắc chắn là của hiểm đối với người hâm mộ. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng nhìn lại hình ảnh các sao hoa ngữ lần đầu lên bìa tạp chí sách báo để xem họ đã thay đổi nhiều như thế nào nhé. Ngay từ khi mới ra mắt, Địch Đệ Nhật Ba đã được nhiều người yêu mến bởi đường nét gương mặt thanh tú và ngoại hình khác lạ. Thực ra lúc mới bước chân vào showbiz, nhờ ngoại hình đẹp mà Nhật Ba đã làm mẫu cho nhiều sách báo. Như trong bìa tạp chí này, mỹ nhân Tân Cương thật xinh đẹp với mái tóc dài đen mượt, nụ cười thủy mị. Có thể thấy nhan sắc của cô nàng từ xưa tới nay vẫn rất ổn định. Đẳng cấp nhan sắc Nhật Ba không bao giờ làm người hâm mộ thất vọng, dù là trước hay sau khi gia nhập showbiz, cô ấy vẫn luôn xinh đẹp tựa một nữ thần với khuôn mặt tròn đôi mắt long lanh mái tóc đen nhánh và hai chiếc kẹp tóc xinh xẻo chị lệ dĩnh trên biệt tạp chí nở một nụ cười ngọt ngào dù trang phục rất cổ điển nhưng lệ dĩnh vẫn không giấu được vẻ non nớt thuở ban đầu những fan si biết đều biết thẩm nguyệt qua web rammer thanh xuân gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp sau đó là vườn sao băng phiên bản mới do vóc người thấp bé nên thẩm nguyệt đã trở thành nữ thần thanh xuân vườn trường trong lòng khán giả trên thực tế trước đây cô nàng từng làm người mẫu ảnh cho một tạp chí Vương Tử Văn được đông đảo khán giả biết đến thông qua bộ phim Hoan lạc tụng. Trước đây cô từng có thời gian chụp mẫu cho sách. Trong bức ảnh này Vương Tử Văn mặc bộ váy hai dây xanh đỏ, tóc xõa nhẹ rất dịu dàng. Dù vẻ ngoài của cô có chút khác biệt so với hiện tại, nhưng khán giả vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Bạn có nhận ra cô gái có dáng người thanh thoát này chính là Ngô Hân, MC của Happy Cam hay không? Nhiều người khi nhìn thấy bức ảnh này đều vô cùng kinh ngạc. Ngô hơn khi ấy có khuôn hàm hoàn hảo, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt hơi u sầu và nét đẹp đồng chuẩn nữ chính phim thần tượng. Cúc Tịnh Y người được mệnh danh mỹ nữ 4.000 năm cũng bị cộng đồng mạng đào bới lại hình ảnh, thời còn làm người mẫu sách. Trong ảnh gương mặt Cúc Tịnh Y hơi béo nhưng thân hình vẫn mảnh mai, các đường nét trên gương mặt cô nàng khi ấy không được thanh tú như bây giờ. Tuy nhiên không khó nhận ra vẻ đẹp khi đó của Cúc Tịnh Y rất thuần khiết. Không chỉ có các sao nữ mà nhiều sao nam cũng nằm mẫu cho sách báo bởi vẻ ngoài điển trai. Cộng đồng mạng phát hiện nam thần Lâm Canh Tân từng có thời chụp ảnh như thế này. Kiểu tóc của anh ấy trong cổ điển, gương mặt mang mắt buồn, đúng hồ những năm 90. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của P -Vlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.